Thôi nó dưỡng để anh đừng. Không rửa sữa mặt đi, làm sạch. Sáng một tường thôi, sáng nay Sài Gòn hơi lạnh. Nó chuẩn bị cho món lạnh đó. Sáng rồi ăn bánh bèo quá ăn chị cũng sáng ớn cái mà nó còn nó ớn thì kiểu nó ướp sẵn như này không ngon là khô khô. Tớ mà làm sao mà có cây cảnh mà bay lên nó chụp hình đẹp nè. Mẹ tớ mà làm lóc mà làm toàn là làm sẵn rồi ăn gì chi một không? Thảo đó ngồi ăn thôi. Thắng đỡ nhiều không Thảo? Đỡ nhiều lắm. Mình thoa lên cái mấy cái mà có chỗ lẻ của Hương á, nó màu đen hết luôn, nó tưởng rồi nó rớt rồi. Còn mấy cái mụn thì cũng thấy tưởng nổi còi luôn, cái còi nữa. Cái còi. Ừ. Khô lạ, ngon lên, cọ càm rồi. Cảm nhiều ghê luôn. Có việc lại ngồi chờ xí cái công viên thì mấy chị nó làm có ông đào thì đợi 15 phút nữa.
Dạ rất là ít đâu. Sáu mươi nghìn mấy lọ. À chắc hồi tối chị đi ăn với bạn. Ừ. Cái đánh khi nào được em, ngày đêm gì được em. Đầy đủ không dùng luôn. Thank you.
lại chứ không biết ấm rồi. Nga ơi. Thank you.
tay đẹp chưa? Đã ra kiểu ra miếng con bùi rồi. Thank you.